Các bạn thân mến, đây là sân vận động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng đến với trận đấu ở vòng đấu thứ 11 của giải bóng đá vô địch quốc gia Nine Hope V-League 2023-2024. Cuộc đấu sức giữa Maryland Quy Nhơn Bình Định gặp đội chủ nhà Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong trận đấu mà chúng ta đang hướng tới, trên sân nhà, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chơi với đội cùng có số 89 thủ môn Patrick Lê Giang, số 2 Ngô Tùng Quốc, số 5 Nguyễn Minh Tùng, số 6 Võ Huy Toàn, số 8 Nguyễn Vũ Tín, số 16 Nguyễn Thanh Khôi, số 18 Bùi Ngọc Long, số 23 Hoàng Vĩnh Nguyên, số 43 Brandon Lucas, số 77 Sâm Công Đức và số 99 Wander Lewis. Huấn luyện viên trưởng của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là ông Phùng Thanh Phương. Bên phía đội khách Maryland Quy Nhơn Bình Định trong trận đấu này, huấn luyện viên trưởng Bùi Đoàn Quang Huy sử dụng đội hình gồm có số 26 thủ môn Trần Đình Minh Hoàng, số 3 Mark Long Almeida, số 6 Đỗ Thanh Thịnh, số 9 Hà Đức Trinh, số 10 Leonardo Arthur De Melo, số 12 Trần Đình Trọng, số 14 Đỗ Văn Thuận, số 17 Lê Ngọc Bảo, số 18 Nguyễn Văn Đức, số 23 Cao Văn Triền và số 88 Phạm Văn Thành. Khoảng trống, Huy Toàn chân trái sử trường dứt điểm, cú đá không trúng đích, rất đáng tiếc cho cầu thủ chủ nhà. Có thể hiểu được sự tiếc nuối của Võ Huy Toàn. Khoảng trống và thời gian là đủ để cầu thủ thuận chân trái bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tận dụng được thời cơ. Phút thứ 10 của trận đấu, quả đá phạt góc của Huy Toàn. Nguy hiểm. Không có một pha kết thúc chính thức nào từ phía các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Hà Đức Trinh rất nhịp nhàng. Văn Đức, Hà Đức Trinh. Cú dứt điểm, Arthur. Cú đá trúng đích đầu tiên của cầu thủ Maryland Quy Nhơn Bình Định, nhưng đáng tiếc đó là cú đá hơi nhẹ. Có mặt trên khán đài của sân Thống Nhất vào lúc này để theo dõi trực tiếp các cầu thủ thi đấu có huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng, một trong những trợ lý của huấn luyện viên Trujillo ở đội tuyển Việt Nam. Trên sân lúc này cả hai đội đều có những cầu thủ có thể lên tập trung đội tuyển ở thời gian tới. Dứt điểm, nguy hiểm, đá là của Wander Lewis. Một cú đá bắt chéo chân khá điệu nghệ của Wander Lewis, nhưng đáng tiếc là bóng đi chệch khung thành. Đây là tình huống đáp trả, đã rất căng và dứt điểm của Hà Đức Trinh lần thứ hai kể từ đầu trận. Trong vòng vài phút, Maryland Quy Nhơn Bình Định có được những dứt điểm trúng đích. Nếu như 10 phút đầu tiên đội bóng của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương chơi chậm chắc trên sân nhà và tốc độ ở phía trên, thì ở những phút vừa rồi họ đã cùng với đội khách Maryland Quy Nhơn Bình Định dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy. Đôi bóng đi đến được vị trí của Wander Lewis. Cao Văn Triền đã kịp thời giải nguy trước mũi giày của tiền đạo người Brazil bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngọc Long là người cản của trung vệ Đình Trọng, nhưng đường căng ngang của Ngọc Long lại không đem đến một cơ hội cụ thể cho Wander Lewis. Và lúc này thì trận đấu trên sân Bình Dương giữa VfB Bình Dương và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có tỷ số là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Thêm một pha xử lý của Wander Lewis. Những động tác độc đáo của Wander Lewis, tuy nhiên cú xử lý cuối cùng và sửa lòng của Wander Lewis thì lại quá nhẹ. Arthur không được. Cao Văn Triền, nó hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào một trận đấu tốt. Nguy hiểm, cú đánh đầu của Wander Lewis
Bóng đi chệch khung thành. Chậm rãi bên phần sân nhà nhưng có tính nhịp điệu và khẩn trương bên phần sân đối phương. Quả tạt bằng chân trái sở trường của Võ Huy Toàn đã đến đúng vị trí của Van der Luis. Bóng đi ngay vào góc gần. Và thật may cho thủ môn Minh Hoàng khi bóng đi chệch khung thành trong căng tấc. Với thắng lợi ở vòng đấu này thì Bình Dương mới là đội đầu bảng sau vòng đấu thứ 11. Nguy hiểm! Không có bàn thắng mở tỷ số cho đội khách Maryland Quy Nhơn Bình Định. Ở khoảnh khắc quan trọng nhất thì Patrick Lê Giang đã kịp thời phản xạ cứu thua. Một bàn thua có thể nói là trông thấy. Quý em, tỷ số được mở cho đội khách Maryland Quy Nhơn Bình Định. Đó là pha ghi bàn của trung vệ Ngọc Bảo. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, các trung vệ cũng như thủ môn Patrick Lê Giang đều là những người đã mắc sai sót trong tình huống phòng ngự vừa rồi. Cú đá của Thanh Thịnh đã loại bỏ hoàn toàn sự chống đỡ của hàng thủ bên phía đội chủ nhà. Nguyễn Vũ Tín khi phát hiện ra tình hình thì mọi chuyện đã muộn. Đánh đâu! Thiếu chút nữa thì đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh cũng tìm được một bàn thắng từ một pha không chiến sau quả phạt góc. Tình huống bật cao vừa rồi là của Minh Tùng. Nhưng với góc máy này thì chúng ta đã thấy rõ hơn điểm tiếp xúc bóng của Minh Tùng là không tốt. Dứt điểm! Tỷ số là 1-0! Ngô Tùng Quốc là người được gỡ hòa. Cú đá ở góc không phải là quá thuận lợi, nhưng Tùng Quốc đã chơi bóng một chạm rất hay. Đáng khen cho tinh thần thi đấu của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Họ đã vùng lên đúng lúc và tận dụng được thời cơ. Bóng đá ra phía sau lưng của Thanh Thịnh. Adriano Smith bật lên để cản phá quả tạt của cầu thủ đối phương và vô tình trở thành một đường truyền quá đẹp để Tùng Quốc tận dụng thời cơ. Đệm lòng ở góc không quá thuận lợi nhưng là đủ để có thể đem đến bàn gỡ hòa cho Thành phố Hồ Chí Minh. Thanh Thịnh. Lại là cú đá bóng của Patrick Lê Giang. Pha xử lý không tốt của Adriano Smith. Quả penalty. Trọng tài Đình Thịnh đã tỏ ra quyết đoán trong việc chỉ tay vào chấm phạt đền. Quả lập vừa rồi là của Huy Toàn. Đã đánh lừa được thủ môn Minh Hoàng. Ngay ở trận đấu đầu tiên khi quay trở lại V-League phục vụ cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Van der Luis đã có được bàn thắng. Tình huống ghi bàn trên chấm phạt đền 10m của Van der Luis đã giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh vượt lên. Chúng ta cùng xem lại tình huống dẫn đến quyết định thổi phạt 11m của trọng tài Đình Thịnh. Mạch trận thua bằng chiến thắng này trước Maryland Quy Nhơn Bình Định thì họ sẽ vươn lên vị trí thứ 6. Dứt điểm không được. Van der Luis nhả lại bóng, dứt điểm vẫn không vào.
Cú đá cuối cùng là của Bùi Ngọc Long. Tiếp theo sẽ là quả phạt góc bên phía cánh phải cho đội chủ nhà. Chúng ta cùng xem lại cơ hội vừa bị bỏ lỡ bởi các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Và đó cũng là tình huống tấn công cuối cùng của Maryland Quy Nhơn Bình Định trong trận đấu này. Trận đấu khép lại với bàn thắng 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Lê Ngọc Bảo là người đã mở tỷ số cho đội khách, nhưng từng đó là không đủ để đội bóng của huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy tiếp tục duy trì được mạch trận tốt. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.